Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, ngành hải quan đã chủ động trong công tác đấu tranh chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp được đặc biệt chú trọng nhằm nâng cao năng lực kiểm tra phát hiện các vụ việc gian lận xuất xứ hàng hóa. Năm 2024, các đơn vị chức năng của ngành hải quan sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kiên quyết đẩy lùi tình trạng gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng với quy định, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp, ghi nhận tại Cục Hải quan của tỉnh Lạng Sơn. Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, trong năm 2023, Cục Hải quan Lạng Sơn đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, giám sát với hàng hóa xuất nhập khẩu, đẩy mạnh giám sát trực tuyến để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Trong năm 2023, chỉ phát sinh xử lý một vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả xuất xứ. Tang vật vi phạm là 198.000 chiếc bàn chải đánh răng nhãn hiệu BOSI giả mạo xuất xứ Hàn Quốc. Trong năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn không phát sinh vụ việc vi phạm liên quan đến hàng hóa giả mạo xuất xứ. Trong năm 2023 thì tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cơ bản đã được kiểm soát. Cái số lượng vi phạm trong năm 2023 của toàn tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn là trên 1.600 vụ, cái tổng trị giá là trên 85 tỷ đồng. Thì liên quan đến cái gian lận về cái xuất xứ hàng hóa thì hiện nay Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn năm 2023 thì không có phát sinh trường hợp nào. Theo đánh giá của Cục Hải quan Lạng Sơn, từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự báo nhu cầu tiêu dùng tăng cao khiến các đối tượng gia tăng thực hiện các hành vi vi phạm. Cục Hải quan Lạng Sơn tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, giám sát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu nhằm phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ. Thì bên mặc dù là không phát sinh những cái trường hợp đấy, nhưng mà chi cục cũng thường xuyên thực hiện để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, chủ động phát hiện và ngăn chặn xử lý các hành vi gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa, nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện các quy định về công tác phòng vệ thương mại, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Đối với cửa khẩu hữu nghị thì là cái hàng hóa thì rất là đa dạng. Hữu nghị là được coi là một trong những cái cửa khẩu đường bộ lớn nhất cả nước. Do đó là tất cả các loại hình gần như là hữu nghị là đều có phát sinh. Do đó là cái việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát theo cái quy định thì cơ quan hải quan cũng đã xây dựng kế hoạch. Thì là nói chung về bên kiểm hóa là kiểm cũng kỹ về ví dụ như là ký mã hiệu các thứ là mình phải tuân thủ đầy đủ, tem mác các thứ nói chung là đầy đủ hết. Để ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục kiểm soát chặt chẽ khâu thông quan, tập trung lực lượng kiểm tra sau thông quan nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ thị trường trong hoạt động xuất nhập khẩu.